Mai Chí Thiệp ơn, xin chào cả nhà nha. À, cả nhà ơi, thì hôm nay em về vườn của vườn mai siêu nụ đây. Em sẽ quay và giới thiệu giao lưu với cả nhà một cái số mai giống dạo siêu nụ nha cả nhà. Thì em còn tầm khoảng được gần 1.000 cây ha. Nó thật ra là cái lô này cây nó sum xuê hết rồi. Chúng ta về lấy bo sau đó là chơi Tết thì rất là ok luôn nha cả nhà. Đây, em thấy có một cây nó nở hoa đây cả nhà. Thì em muốn quay cho cả nhà mình cùng xem cái mặt hoa của dạo siêu nụ ha. Loại này thì là 8 đến 12 cánh cả nhà. Hoa của nó thì rất là to, toàn là bông chùm không nha cả nhà. Tuy nhiên thì cái này là cái nụ gió, nó không phải đúng mùa cho nên là hoa của nó chỉ nở mùa coi có mình nó thôi. Chứ là cái loại này là bông chùm nha, bông chùm. Và cái dạng này á cây nè cả nhà nhìn thấy nè, một cái nụ thì nó ra tới một chùm lận, nhưng mà cái này toàn là nụ gió không cho nên nó không có ra chùm ngay. Chứ hồi Tết này dạo siêu nụ á cả nhà, nó ra bông chùm 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 rất là đẹp luôn. Và đặc biệt cái ưu điểm của hàng dạo siêu nụ á cả nhà là cái hoa của nó rất là dễ xử lý, và đặc biệt là cái cây nó sinh trưởng rất là mạnh, cái độ sinh trưởng cây khỏe nè, rồi nó kháng bệnh tốt nữa, cho nên cái loại này được rất là nhiều người ưa chuộng ha. Và cái dạo siêu nụ này là chính là cái hàng nó đột biến của dạo Thủ Đức cả nhà. Tuy nhiên thì nó cây của nó dễ chăm, phát triển rất là khỏe ha. Đó, đây là cái mặt hoa của dạo siêu nụ đây cả nhà. 8 đến 12 cánh, hoa hình parabol rất là đẹp luôn cả nhà ha, nhìn thấy ha, hình parabol rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với chúng ta một số cái cây giống nha cả nhà. Nó em rất là nhiều luôn nè. Ai thích cái loại dảo siêu nụ này thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Thì bên em sẽ ship hàng tận nơi cho chúng ta luôn, ship hàng toàn quốc nha cả nhà. Đây chính là cái cây siêu nụ mà tụi em giao lưu với cả nhà đây. Thì cây khoảng 2 gang tay của em nha, đang ra cơ đọt rất là tốt luôn cả nhà. Nó cây nó rất là khỏe nha, cây sinh trưởng rất là khỏe. Còn về bộ rễ cả nhà, rễ thì nó xử lý đủ kiểu nha. Đó, đây có hình này hình kia đủ kiểu luôn. Cây thì đó, em tỉa những cái cây tốt như thế này ha, và đặc biệt là đã uống dán lông hết cả nhà, uống cái thân giữa này cả nhà nhìn thấy rồi, tụi em đã uống hết rồi. Đây cây này ha, Tết đó cả nhà, nhìn thấy nụ mà thấy mê luôn á cả nhà. Đây cây nó như thế này nè, cả nhà nhìn thấy rất là xum xuê luôn đúng không? Rễ thì đủ kiểu nha. Cây của nó thì cao tầm khoảng 35 đến 40 cm. Chắc khoảng 30 đến 35 thì cho chắc cả nhà. Tại vì cái hàng mà ví dụ như trong đó 1.000 cây thì cũng có cao có lớn. Ví dụ như ai thích cây cao lấy bo thì nói em lựa ha. Còn thích cây lùng lụt mà dáng có nhiều cành đó thì nói em cũng có luôn ha. Đó, đây là hàng dảo siêu nụ nha. Rễ đây cả nhà, rất là đẹp luôn. Rễ rất là đẹp ha. Cây thì nói chung là tụi em đã uống cái thân giữa hết rồi. Đó. Giá thì 125.000 cây thôi cả nhà. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển. Nó rễ thì nó đủ kiểu nha. Nó tùm lum kiểu hết á. Rồi, ba cây thì bên em sẽ bao ship. Và cái chương trình tri ân khách hàng bên vườn mai của chiếc chè bông á là 10 cây bên em sẽ tặng một cây. Đó, đây. Đây có cái hoa nữa nè cả nhà. Hoa rất là đẹp. Đó, cành nhánh nè. Đó, cái lô cây này em thấy cực kỳ đẹp luôn ha. Đó, ai thích cái loại siêu nụ thì hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đó, đã uống cái thân giữa hết cả nhà. Uống hết tụi em uống kẽm đứng hết ha. Loại này về chúng ta lấy bo vô tư luôn. Sau đó chơi Tết thì chúng ta chơi Tết thoải mái luôn ha cả nhà. Đây, đó, đây chính là dạng hàng dảo siêu nụ nha. Cây này cả nhà nhìn thấy ha, rất là ok luôn cả nhà. Đây. Ôi, Tết nụ rất là nhiều luôn ha. Cây sinh trưởng rất là khỏe luôn. Đây, em sẽ bước tới đây nha. Đó, rất là nhiều ha. Rồi, còn hàng bên còn một luống ở bên kia nữa. Mọi người đang dựng ngọn nè. Wow, cái bông đẹp quá trời luôn cả nhà ơi. Đây. Đó, dạo siêu nụ nha. Cái này là bông chùm nè ha, cả nhà nhìn thấy nè. Một cái nụ của nó ra rất là nhiều cái búp nè ha, búp ra rất là nhiều cái hoa, mà hoa rất là đẹp, hoa tươi, cái màu vàng rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, đây, dạo siêu nụ nha. Rồi, 125.000 một cây nha cả nhà. Ba cây thì bên vườn mai nhà em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Ôi, hoa đẹp quá trời luôn, hoa to đùng luôn cả nhà. Đó, hoa to rất là đẹp luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn và dễ chăm, dễ xử lý. Cái loại này mà thích hợp cho chúng ta mà ai mới biết chơi mai á cả nhà thì cũng rất là ok luôn ha. Về chúng ta dễ chăm lắm. Đó, cây này sinh trưởng cả nhà nhìn thấy nó ra đọt non nè. Đây, rất là đẹp luôn.
Đây, giá chỉ có 125.000 một cây thôi nha. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta. Rồi em sẽ tưới tiếp về thêm một cái vườn bên đây nữa cả nhà. Rồi, em xin mời cả nhà, bên đây thì mấy anh đang dựng ngọn để em mọi người chịu khó theo dõi em nha. Em đang đi qua, em sợ đi lẹ quá thì mọi người bị chóng mặt, cho nên là em đi từ từ nha cả nhà. Đó, ở bên đây thì còn thêm một vườn siêu nụ nữa nè. Thì cây nó cũng giống như bên kia, nó cũng tương đối như vậy, nhưng mà tại vì em cũng muốn cho chúng ta xem cây ha. Mọi người đang dựng cái ngọn giữa cho chúng ta đây, bởi vì để khi vận chuyển cả nhà thì cây nó sẽ không có bị gãy nhánh. Rồi bên đây thì đây, em sẽ quay cho cả nhà cùng xem. Đây cả nhà, đó, rô này rễ cũng rất là đẹp, cũng giống như bên kia ha. Rễ thì nói chung nó cũng xử lý tùm lum kiểu hình thú tổ chim. Đây nè cả nhà. Rồi, đã vô thân giữa hết rồi nha. Đó, mọi người đang vô dây đây nè. Đây là ghế độ. Đây ghế độ luôn. Đây cả nhà, nhìn rất là ok luôn ha. Rồi, giá 125.000 một cây nha. Ba cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn ha cả nhà. 10 cây thì bên em sẽ có chương trình khuyến mãi là tặng một cây nha. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Đó. Cây rất là ok nha. Số lượng thì nói chung cũng tầm khoảng 1.000 cây ha. Ai thích cái loại này thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Đây. Rễ nè, nói chung rễ tùm lum. Còn cái gốc thì chắc bằng cái ngón tay út của em đi lên. Lớn, chắc lớn hơn cây viết nha cả nhà. Thì gốc nhớt cho nên là cây nó tầm tương đối như vậy thôi ha. Thì chúng ta nuôi nó mới liền cốt được. Thì cái này liền cốt khoảng 70-80% rồi cả nhà. Rồi. Đó, số lượng của em như thế này đây. Ai thích thì cứ alo bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Vậy lấy bo được liền luôn á. Này một cây lấy chắc tầm khoảng mấy chục bo luôn á cả nhà. Tết là ngay cả nhà nhìn thấy cái mắt lá của nó rất là khích ha. Tết mà chúng ta nó ra bông á, ra nụ á cả nhà, mỗi một mắt lá như là vậy là một nụ, mà mỗi một nụ thì nó ra một chùm. Cho nên là cả nhà nhìn thấy cái cây nó đập rập hết trơn luôn, không có thấy cái nhánh luôn á. Tết em có một cái siêu nụ chân Tết á cả nhà, không có thấy nhánh luôn, toàn thấy hoa với nụ không mà đập rập hết trơn luôn. Rồi nếu mà ai thích thì xin hãy alo em nha. Và nếu mà thương thì xin hãy bấm đăng ký kênh và cho em một like nhé cả nhà. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành.